Lúc nãy phải gì, con đường này là con đường đi được anh em, nhưng mà tôi lại trèo lên trên kia nên thành ra lại mất quá nhiều thời gian vào cái việc này. Đây anh em nhá, lúc nãy về gì không cần thang mà lấy lên cái này này, trèo nó yên tâm, với lại không phải không 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 nặng. Chơi bài tàu như này thì chết. Nói chơi Google nó chỉ sai, cho nên là anh em đi nhầm đường. Tháo cái này thì anh em cứ dùng mỏ lết thôi. Mỏ lết tháo xuống thôi. Xong anh em nhặt nhặt lấy mấy cái tam kẹp này. Để tí nữa mình đi ra chỗ kia thì mình siết lại xong. Đoạn này cũng dài phết anh em. Nó đi lòng vòng ở trên trên đồi cơ. Đấy. Anh em nhặt lấy cái tam kẹp này. Alo. Máy cắt lóng này cậu ơi. Mày vừa hôm qua mua cái. Vừa hôm qua hôm kia mua cái ấy. Mua cái mũi khoan này dùng cũng được việc luôn. Mấy cái cột như này thì anh em dùng cái mũi khoan như này thì trèo nó rất là dễ. Mình không phải cầm thêm cái khoan à cái thang nữa đi. Đoạn này cũng khá xa anh em. Ông bà thuê thuê ba nhân công. Ba nhân công để đi kéo cái dây này. Đây, anh em thấy không? Cái đường này mà không tháo thì mấy nữa thì nó cũng hỏng thôi. Toàn như này ấy. Đấy. Nó dày đã rụng hết xuống đường. Cơ bản cái tuyến này thì anh em được đầu tiên thì cũng không nắm được đâu. Hôm nay tôi mới nắm được là nó chạy đi đường này chứ. Cho nên đi mới là khó khăn như này. Ây da. Lên chuyện này nữa. Ây da, cột này căng phết nhờ.
hồi trước biết thế bảo ông bà thuê người làm. Con này căng phết. Mình nhận đi tháo như này. Đi tháo thì cũng chưa biết cái đường điện nó đi như nào ấy. À được. Đây, dây nó qua đây nữa. Buộc vào đây này. À, buộc xong sang bên kia. Gớm mặt nhỉ. Sang bên quả đồi bên kia. Nãy đi quên cầm kìm đi. Thuê bao này thì cũng phải mất mấy ngày đấy anh ạ. Chuyện dây chuyện dỡ như này cũng mất tốn thời gian phết.
Mà thời gian quá anh em ạ. Mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Trời thì đang mưa. Lúc nãy phải gì con đường này đi được xe máy vào này. Nhưng không biết con đường này. Thành ra là đi lại dở hơi. Trèo đồi. Chắc cũng sắp đến rồi đấy anh em. Bởi vì thấy người ta đi chăn trâu vào đây được rồi mà. Chắc là sắp cũng đến nơi rồi. Đợt trước thì đối tác chứ họ cũng kéo bừa vào đây. Không có cột kèo gì đoạn này nhưng mà vẫn kéo. Đây, dây chắc là đi lên trên à đây. Đây đây. À, đoạn này có cột rồi. Vâng. Có ba đứa khoảng kéo đấy. Cái chưa? À, ba cơm ba nẻm xa vay cho xuống nữa là. Vàng đang ấy. Ui, xuân bọn xuân ăn chưa, bọn xuân nhiều việc lắm. Vâng. Khác mà ăn chẳng là. Bữa nay con xá dạ dai giờ 3 giờ. Khắp để nhắn đang ở đây giờ. Đây, mà thấy con, ui, đoàn đi kéo đi. Mệt phết rồi giờ. Ây giờ, nó trời đang đi tạm chứ. Vâng, xôn ném. À, đoàn đĩa của bọn khi các ba kéo lên đi đó. Chị chợ các ba cờ khuồng lên chị chợ mọi người ơi đi đi đang khi kéo ấp hay kéo dôn. Mà cứ kéo đều đi nhá. Lấy ra vai là kéo là án đó. Còn ấp hay dôn là chị dôn mà nhọc mà bất khức. À vâng.
Vâng. À, xuống ấp hết lồn bao nè, xuống đi hối hàng đang vai nè. Sắp đến đường cái rồi nhỉ, còn mỗi ra à, có cái đoàn tiếp hay xảo này, khi các ba kéo rốt xem đi, kéo sáu bông nhá, nó là ăn mà à, xuân đoàn đi lên khi kéo nhà nó to vai hôm nay, hay khi các ba rốt đi lên khi kéo vong đi xa là ăn mà con ốc hay pớ nè. Xôn pớ đỉnh bông áng đang, dọc áng đang là án đó. Đường này đi đường khác anh em ạ. Lúc nãy em đi xe máy vào đấy có phải dễ dàng hơn không? Không biết đường. Ok, ra đường rồi. Đường này là đường nào đây? Không phân biệt được đoạn này là đoạn nào nữa anh em. À, đây rồi. Đây đây.
Có văng thì bao khả năng lăng đôn đi đi. Hồi trước mình không biết, hóa ra nó chạy đường này. Chào anh em nhá. Mất 2 tiếng đồng hồ rồi anh em ạ. Từ lúc 9 giờ. 9 giờ tuy nhiên ông cậu cũng tháo được một độ tầm 400-500 mét rồi. Mình tháo ở đây cũng dài phết đấy. Cũng tầm đấy. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì tháo xong hết rồi. Đây anh em thấy điểm này. Đây là cái cột, không phải là cột cuối. Mà cái cột này là nó hướng, nó chạy ra hướng này. Nó đi theo đường, đường to này. Còn lúc nãy là đi theo cái hướng bên này.